Xin chào những anh em mê loa và mê cây đàn guitar. Thì hôm nay Phương làm một cái clip thì xin giới thiệu hai cây đàn rất đặc biệt đang nằm trong tay của Phương. Một cây đàn phím nhiều nhất thế giới ấy, 32 phím. Và cây đàn bên cạnh đây ấy là 28 phím nhá. Đấy, thì đã có những cái clip Phương giới thiệu về những cái đàn này rồi, nhưng mà điều đặc biệt là hôm nay thì là Phương sẽ giới thiệu cùng một lúc ở hai cây đàn này. Sở dĩ Phương giới thiệu hai cây đàn này ấy, ở trong cái clip này nó cũng không có gì mới cả, chỉ duy nhất một cái điều mới đó là hôm nay thì là Phương vừa mới độ xong cái ngựa đàn bằng ngà voi. Trên tay Phương đang cầm những cái miếng ngà voi này, ngà voi xịn đấy, thì cũng rất vất vả để sưu tầm. Thì gần như tất cả những cây đàn mà Phương đang chơi và trong clip quý anh em nghe sẽ đều được có cái sử dụng cái phím bằng ngà voi như thế này. Đây là ngà voi nhá. Thì đặc tính của cái ngà voi là nó tiếng rất ok, nó hay lắm, nó hay hơn xương. Ví dụ đây là cái con ngựa thì nếu mà thay bằng xương ấy thì tiếng nó đã nghe ổn rồi, còn nếu mà thay bằng sừng trâu ấy, thì là tiếng nó sẽ bị câm đấy. Hoặc là thay bằng những cái đàn rẻ tiền, người ta thay bằng nhựa thì tiếng nó còn tệ hại nữa. Thế thì bây giờ đã có những cái loại nhựa rất cao cấp đấy, để thay thế cho xương, nhưng mà nó không thể bằng ngà voi được đấy. Ngày xưa là các cụ nói là phím ngà. Thường thường không phải để tả là cái tính chất của ngà nó sang trọng và đẹp mà nó hay. Ở những cái đàn nguyệt ấy là mọi người để ý là nó có những cái phím nằm trên cái phím đàn như thế này, bằng ngà voi. Người ta chỉ dán một cái lớp mỏng thôi. Thì khi mà nghệ sĩ gảy trên cái dây nó rung trên cái dao động trên ngà voi thì tiếng nó rất là sâu. Nó sâu và nó không có tạp âm. Thì những cái ngà voi này ấy, thì Phương cũng chia sẻ với quý anh em là Phương có một ít ngà voi đấy. Phương đã tích trữ lâu rồi, ngày xưa mua được cả một cái ngà voi thì là mình cứ để dần là mình cắt ra. Thì quá trình khi mà làm ngà voi thì là phải có một cái kinh nghiệm, đó là mình khi mình chẻ nó ra, chẻ từng miếng nhỏ này ấy, thì là mình cắt theo cái kiểu là bổ cau ấy. Tức là mọi người hình dung là cái ống ngà nó tròn như cái miệng chén này nhé, thì mình không thể vạc theo kiểu chẻ lạt được. Nếu chẻ lạt thì vứt đi ngay. Mà khi mà làm cho nhạc cụ thì mình phải chẻ dọc ra này, bổ như cái bổ cau ấy. Nó tương tự như cái gỗ làm đàn cũng vậy. Cái mặt đàn thì khi mà các nhà sản xuất ấy, mà khai thác cái gỗ thông làm đàn thì người ta cũng bổ theo cái phương pháp đó, là bổ cau chứ không phải là bổ theo kiểu chẻ lạt. Thì Phương sơ cua thế thôi. Thì Phương cũng đã từng có rất nhiều cái cách chế tác cái ngà voi này trong cái cây đàn của mình, thì là Phương thấy kinh nghiệm là cái bổ theo cái kiểu mà bổ cau là hay nhất. Và cái khúc ngà thì không phải chỗ nào cũng hay, thì Phương cứ lấy cái khúc nó gần cái chóp của cái ngà voi ấy thì là hay nhất. Thế thì là như cái kinh nghiệm của Phương ấy thì là Phương mua được một cái ngà voi, mua cái ngà to. Ngày xưa nó rẻ lắm, ngà voi nó dễ mua. Thì mua xong thì mình cắt cái chóp ngà voi thì mình để mình làm cái con dấu. Mình làm con dấu đóng Phương Phạm ấy, để đóng lên loa hay đóng trên cái văn bản nó vui mà. Thì Phương cái chóp mình làm con dấu. Còn dưới cái chóp đó thì cắt để làm ngà. Cái khúc vào giữa ngà là tốt nhất. Chứ còn nếu mà ngà voi mà khai thác cái từ cái đầu cái răng ra thì nó non. Non ngà thì tiếng nó không hay bằng. Cho nên là cái kinh nghiệm của Phương là cứ cái ngà nó gần cái chóp cái ngà voi này tốt nhất. Thì quá trình khi mà chế tác ngà voi thì là Phương có cái kinh nghiệm nữa là mình nên ngâm vào trong nước. Ngâm trước khi mình làm mình mài ấy, mình ngâm trong nước khoảng 30 phút. Sau đó mình lôi ra mình mài mình rũa. Đấy, cứ nhẩn nha này, tỉa tót thì nó cũng sẽ thành. Làm mãi sẽ quen. Thế thì hôm nay thì là câu chuyện về ngà voi thì Phương chỉ chia sẻ là nó hôm nay thì nhẽ ra là hai cái đàn này là nó cũng không phải là cái thứ mà để Phương độ ngà voi vào đâu. Đấy. Vì chỉ những cái đàn mà thu âm thì Phương mới lắp ngà voi thôi, vì ngà voi nó bây giờ mua nó cũng rất là khó.
nó khó khăn. Đấy, cho nên là mình ví dụ trong trong tay chỉ còn có mấy miếng này, mình cũng phải phải giữ để mà biết đâu mai ngày mình săn một cái đàn hay hơn thì mình lắp nó vào. Thế thì là hôm nay khi hai cái đàn này thì Vi quyết định là vào cái biên chế để thu âm, thì Phương mới lắp ngà voi. Thì mọi người nghe tiếng của nó này. Cái cây đàn mà Phương đang chơi đây ấy, là cái đàn hiệu Cordoba FC55. Cũng là một cái model nó đắt tiền đấy. Ví dụ cái model này mình mua loanh quanh nó tầm khoảng trên 50 triệu, 50-60 triệu đồng cái đàn này. Và Phương đã lắp thêm rất nhiều phím. Cái đàn này thì có thể nói đến giờ phút này thì là nó có duyên với Phương đấy, và Phương sẽ không bán nó nữa. Ngày xưa khi mà Phương đã làm một clip giới thiệu nó thì là đã có một anh bạn là rất mê và cứ lằng lặc là mua cho bằng được đấy, thì Phương cũng nể quá, Phương để lại và Phương sẽ làm cây khác. Và sau đó thì Phương đã làm được cây đàn 28 phím này đấy. Thế thì là một thời gian sau thì là anh bạn ấy không chơi nổi cái cây đàn này, bởi vì sao là khi lắp nhiều phím ấy thì nó sẽ vướng tay này, cái vị trí này, cho nên phải là những cái người mà chơi đàn như Phương ấy đánh nhiều thì mình có cái kinh nghiệm để mình sử dụng nó, chứ mà chơi đàn nhiều phím quá nó cũng rất là khó nhá. Đấy. Bình thường 19 phím đã là chơi đã không hết rồi, huống chi là giờ tới 32 phím. Nhưng mà khi mà sử dụng quen cái phím thì cũng rất là thích ấy. Bây giờ là Phương sẽ ngẫu hứng một cái đoạn để cho anh em nghe cái chất âm ngà voi. Hôm nay thì cái đàn nó vừa mới Phương vừa mới thay xong, thậm chí tay đang còn ướt này. Thì là Phương thích quá thì Phương mới mang máy quay ra để Phương làm cái clip này. Thì bây giờ là nếu như cái đàn này nó ổn định khoảng 2-3 hôm nữa thì nó tiếng còn hay nữa. Đấy. Thì mọi người thấy là cái tiếng mà khi mà lắp cái ngựa ngà voi thì là tiếng nó rất là sâu, nó đằm thắm sâu ấy. Đấy, nó phải đằng 8, đằng 10 so với cũ ấy. Và ngà voi thì nó có cái tính chất là nó lọc các cái tạp âm. Đấy. Thank you.
Phương vừa mới ngẫu hứng một cái đoạn ở trên cái đàn 32 phím này. Đấy. Và hôm nay là vì cái tay còn đang rất là yếu cho nên là không thể với được ở những cái phím nốt 32 được ấy. Nó rất là mỏi, bởi vì khi mà với ở cái thế tay này là cái ngón tay nó bị bẻ gập này, mình cảm giác ấy. Ngày xưa là khi mà đánh máu quá thì Phương đã từng là bị cảm giác rạn xương ở ngón út này, vì mình với cái ngón út nó đã yếu rồi, mình với ở cái thế ngang này thì nó cái lực nó không có. Bình thường ngón tay là phải ở vuông góc với đàn này thì nó không bị mất lực. Thì khi mình bị với thế này nó rất là mệt. Cho nên là thực tế là ngày xưa khi mà làm xong cái cây đàn 32 phím này thì mình háo hức lắm, nghĩ là mình đánh được, nhưng mà phải mất 2-3 hôm ấy là mình không đánh được. Mình không đánh được vì là cái tay nó rất là yếu. Sau đó thì mình đánh được. Bây giờ thực tế là có thể là trong một cái đoạn ngẫu hứng hay một cái bản nhạc mình chơi thì mình sử dụng những cái nốt đến thứ 32. Thì khi mà lên những cái nốt này thì nó thực tế là âm thanh của nó giống như tiếng chim hót ấy. Đấy. Đấy. Phương đánh phím thứ 31 ấy. Thì là chinh phục những cái phím thứ 31, 32 này cũng không có gì khó cả. Chỉ có điều là khi mình chơi một cái đoạn nhạc ấy, thì mình phải có cái đầu óc mình tưởng tượng ra thì là mình sẽ chơi được ấy. Và lúc đấy là mình phải giữ rất là bình tĩnh, rất bình tĩnh, tập trung thì là mình đánh được ấy. Bởi vì khi mà bấm ở cái nốt cao như thế này ấy, thì đòi hỏi tốn rất nhiều lực ấy. Mình phải giữ cái ngón tay thật chắc ấy, mà nó cũng phải đủ được cái nốt ngân của nó thì là mới hoàn thành được. Có nghĩa là để đánh phím cao là khó. Cho nên là các nhà sản xuất đàn, người ta cũng không cần phải sản xuất lên cái phím 32 đâu. Người ta 19 phím là đã quá thừa rồi. Nhưng mà vì là một người mê guitar là Phương bảo thử xem là nó hết nốt đấy, xem thế nào đấy. Thậm chí là cái đàn này nó còn cao hơn cả piano. Tức là mình cứ khi mà mình cắt tầm cái đàn này, mình yêu cầu cái người nghệ sĩ, người nghệ nhân làm đàn là có được cái tài nghệ nào thì làm hết đấy. Và để mà căn chỉnh ở một cái tút đàn này này, quý vị thấy là bình thường đến phím 32 thì cái khoảng dây này ấy, nó sẽ không bị rè. Nhưng mà nó dài đến tận cỡ này rồi ấy, thì là rất là khó. Rất khó, bởi vì là chỉ một cái phím mà nó cao thấp khác nhau thôi mà không đạt chuẩn thì là sẽ bị rè. Nên đặc điểm cái đàn này không bị rè. Đấy. Và khi mà Phương lựa chọn để làm cái cây đàn mà 32 phím thì mình phải có cái lựa chọn là mình ưu tiên là cây đàn nào mà có cái nốt cao nó phải hay, nó phải tròn. Thế thông thường ở những cái đàn guitar mà chất lượng kém ấy, nó chỉ đến cái phím chỗ này đây, phím thô 12 thôi là còn ok. Chứ còn khi mà đã lên cái phím này là tiếng sẽ bị phô và nó không kêu, không vang. Cho nên cái cây đàn để mà lựa chọn ấy, mà có những cái nốt cao rất đẹp ấy, thì với là làm được cái phím như thế này. Và chắc chắn là cái người nghệ nhân mà làm cho Phương Phạm như thế này, người ta bây giờ đưa đàn người ta từ chối thì cũng phải mất đến cả một năm. Cả một năm nó ngồi hì hục ấy, tháo ra lắp vào rất nhiều lần thì mới làm được cái công việc này. Cho nên để độ một cái đàn nhiều phím là nó khó. Thì cái ý tưởng mà làm đàn nhiều phím ấy, thì Phương chỉ xem một cái bức tranh, một bức ảnh thôi. Một bức ảnh chụp ở bên Nhật Bản là người ta có chụp một cái cây đàn có 24 phím thì nó có cái thiết kế này. Thế thì Phương thích quá thì Phương mới mang tải cái ảnh ấy về. Và Phương nhờ cái người nghệ nhân này ấy, là anh Dũng Đu Thia, là
làm sao mà làm cho Phương một cái đàn nhiều phím nhất có thể. Thì sau khi mà tính toán, anh Dũng mới bảo là kịch Kim là 32 phím, còn không thể hơn nữa. Và 32 phím nó đã dài thế này rồi. Cho nên là khi mà đánh ở chỗ này ấy, là mình phải lựa. Bởi vì khi mà cái tay chạm đây này, nó chạm vào cái phím rồi. Nó không còn cái khoảng không để mà cái tay mà nó hoạt động nữa. Cho nên là tập mãi rồi cũng quen. Đấy. Còn bình thường không thì mình đánh ở đây. Thì cái đàn Cordoba SC55 32 phím thì Phương tạm dừng tại đây, và bây giờ Phương sẽ chuyển hướng sang để giới thiệu cái cây đàn Ramire nào được Phương làm là 28 phím. Đấy, bây giờ Phương phải vặn nhỏ cái volume đi này cho nó phải nhổ cái rác ra, nó phải xoẹt. Đấy. Hy vọng nó không là xoẹt nữa này. Đấy, chỉ là bây giờ thì là sẽ là một cái cây đàn 24 phím, cũng là loại độc nhất vô nhị. Đây, Phương sẽ lên dây. Phương sẽ lên dây á. Cây đàn này thì Phương vừa mới mài rũa xong. Đấy, và cũng rất là nhanh thôi, vì là mình tháo ra thì mình cứ căn chỉnh theo cái phím cũ của nó. Đấy, và Phương cái dây mí này thì Phương hạ thấp hơn khoảng nửa ly đấy, so với cái ngựa cũ đấy, thì rất là hợp. Và cái cây đàn này ấy, thì là bây giờ thì là Phương nói ở trong đây thì bây giờ nó không thuộc quyền của Phương nữa nhé. Thì Phương đã để lại cho một người em. Đấy, cũng rất mê guitar. Thế thì là khi mà Phương đăng cái clip để chia tay một cái đàn Cordoba cho một cái bạn ở bên Hàn Quốc ấy, thì là để bạn ấy nhờ Phương review cái đàn đấy. Thế thì là thì người em này mới đến và bảo ôi sao anh lại bán đàn, vì từ xưa đến nay là Phương không bán đàn guitar. Vì thực tế là những cây đàn guitar trong tay Phương Phạm là cây nào cũng hay cả. Thì Phương bỏ rất nhiều công thì mới tìm được những cái tính chất quý của cái cây đàn. Ví dụ là cùng một cái cây đàn Ramire 3A như thế này nhé, thì là Phương phải chọn lựa, Phương phải được chơi thử nó. Thì cùng là một cái model thôi, cùng một nhà sản xuất nhưng không phải cây đàn nào nó cũng giống nhau đâu. Lạ kỳ lắm, cùng một cái mức tiền như vậy mà có những cái cây nó đặc biệt hay. Đấy. Thậm chí là nó hay hơn là những cái model đắt tiền trong cái cũng cái hãng đấy. Ví dụ như cây Ramire 4NCWE của Phương ấy, thì là Phương đã sờ vào 4 cây đàn như vậy rồi, Phương đánh. Thì 3 cây kia là Phương cũng ưng. Thì cái cây mà Phương hay chơi mà dùng để thu âm, đặc biệt là những cái bản thu âm cho cái đĩa CD của giọng nam trầm ấy, Minh Đức ấy, thì Phương dùng cây Ramire 4NCWE đấy. Thì Phương thu âm thì nó đạt được, vì là nó có cái dây trầm, nó rất là trầm. Cái dây bass này, nó trầm lắm. Thì cái cây đàn này ấy, thì nó cũng có thể nói là 9 với 10 so với cây 4NCWE. Và lạ kỳ là cái cây đàn của Phương và cây đàn đấy được làm trên cùng một cái cây gỗ nhá. Ví dụ các quý vị thấy là cái cây đàn của Phương hay chơi là nó cái chỗ cái vệt này này, nó hơi bạc màu một tí này. Hơi bạc màu. Thì là Phương cầm hai cây đàn, Phương soi thử thì nó giống y chang nhau. Có nghĩa là cũng vô tình thôi, là cùng một cái lớp gỗ cắt ra thì là người ta, nó là vào trong tay Phương là hai cây đàn của nhà Ramire
trong cái khoảng thời gian là 20, trong khoảng 5 năm. Đấy, có nghĩa là cùng cha cùng mẹ với nhau. Và âm thanh nó rất giống nhau. Thì Phương bảo cây kia nó hơn một chút thôi, bởi vì cây kia nó nhiều tiền hơn. Nhưng mà đánh có khi là hạ dây các thứ thì nó cũng ngang ngá giống nhau. Này có nghĩa là Phương có trong tay là hai cây Ramirez rất là ưng. Thì cái cây này thì mà khi mà ngày xưa Phương đã bán cái cây này đi ấy, thì Phương cũng rất mong muốn là muốn chơi lại một cây đàn nhiều phím, thì Phương lại đầu tư cây này. Và khi làm cây này ấy, thì phải mất 2 năm sau thì nó mới ổn định được. Khi mà làm xong thì tiếng không là gì cả, nó mất luôn cái tiếng cũ đi. Lạ kỳ, tức là khi mình độ xong thì cái âm thanh như thế này không có đâu. Đấy, nhưng mà Phương biết rồi. Thế là mình cứ hàng ngày mình lau chùi, mình lắp dây, mình lại chơi nó một tí, xong rồi mình cất đi. Thì là khoảng 1 năm sau ấy, thì tự nhiên tiếng nó lại hồi phục lại. Có nghĩa là khi mà keo kiếc được các thứ ấy, nó đã ổn định rồi thì là cái đàn lại hay. Còn khi mà đã ở xưởng về thì tiếng nó chán lắm, nó đánh nó cứ trơ trơ thôi, nó không cảm xúc gì nữa. Cho nên nếu như những người nào mà đã cắt tầm hay độ đàn thì cũng phải là đừng mong muốn cái đàn hay ngay, là phải chờ nó. Cũng giống như hôm nay là cái ngựa bằng ngà voi khi lắp vào đây ấy thì nó đã hay hơn cái miếng xương rồi, nhưng hôm nay chưa hay đâu, hàng tuần hàng tháng sau nó còn hay nữa. Có nghĩa là khi cái miếng ngà voi này ấy, nó khô hẳn, và quá trình khi mình chơi thế này ấy, là nó đã hẳn những cái sóng âm, mà nó cấu tạo hẳn những cái sóng âm, thì là cái đàn nó lúc đấy nó sẽ nhuần nhuyễn hơn. Đấy. Thì mình cũng rất khó giải thích cái này, thì thôi để cho các giáo sư tiến sĩ làm thôi, chứ còn mình chỉ biết là cái gì cũng phải chạy rốt đa. Đấy, một cái con ngựa như này đánh hàng năm hàng tháng nó phải hay hơn, nhưng mà hôm nay thì đã hay rất nhiều rồi. Đấy, mọi người nghe cái âm thanh nó, bây giờ Phương thử chơi một đoạn nữa nhé. Tím nó cảm tiếng của nó cảm giác là nó cứ tím gần ngắt này.
Thì vừa rồi Phương có ngẫu hứng một cái đoạn nhạc ở trên cây đàn 28 phím là để cảm nhận đấy, thì là cái cây đàn Raimire này nó cho cái cảm xúc nhiều hơn, âm thanh nó sâu, ở dưới ngón tay mình thì mình cảm thấy là nó gần như nó biết nói và nó có thể điều khiển được cái ý nghĩ của mình đi theo cái cây đàn. Cho nên là một cái cây đàn hay thì nó giá trị như vậy. Chẳng hạn như vừa rồi là Phương có cái độ xong cây đàn cũng Cóc Đô Ba, cái đàn dày dày mà Phương đã giới thiệu trước ấy, thì là âm thanh nó lột xác ấy, nó từ 5 đến 10 ấy. Và Phương rất là mừng, và Phương bảo may quá mà mình không bán đi, thì bây giờ đã có được một cái cây đàn để mà dùng để thu âm, bởi vì nó âm thanh nó dày dặn như thế này này, và cái giải cao nó cứ trong vắt như pha lê ấy. Thì cây đàn đấy thì là Phương sẽ thích hợp để đệm những cái giọng nữ cao ấy. Phương sẽ trong những cái album sắp tới thì Phương sẽ dùng cây đàn đấy để mình đệm ấy. Thì lạ kỳ lắm, một cái cây đàn ấy mình cứ yêu nó, mình nhẩn nha, mình chăm sóc nó thì là dần dần thì nó sẽ cho mình cái âm thanh như mình mong muốn. Đương nhiên là phải những cây đàn nó phải có chất lượng đấy. Cái đàn mà tiếng nó đã tệ rồi thì gần như nó không thể lên hơn được nữa. Mà kinh nghiệm của Phương thì là Phương không bao giờ Phương chơi đàn mới xuất xưởng cả. Ví dụ như vừa rồi là Phương có khoảng 3-4 cây đàn mới, trong đó có 2 cây của nghệ nhân Hoàng Hải đấy. Thì tiếng rất là hay, tiếng hay, nhưng mà Phương cũng đang phải chờ cái thời gian đấy. Vẫn hàng ngày chơi để cho nó xuống tiếng tiếp nữa đấy, nó phải có thời gian. Hoặc là có những cái đàn Raimire mới, thế nhưng mà tiếng nó rất sạch sẽ, nhưng mà nó không cảm xúc này. Lạ kỳ cái gỗ thì nó càng già càng để lâu ấy thì nó càng hay. Ví dụ những cái gỗ này là những cái đàn này nó cũng ra đời cách đây khoảng ngót nghét 30 tuổi rồi. Thế thì là nó còn được như hình thù như thế này là rất là mừng. Và có thể nói là vào cái thời điểm cách đây 20-30 năm trước là gỗ nó còn tốt hơn đấy, tức là nó, cái nhu cầu mua nó không nhiều như bây giờ. Bây giờ thương mại điện tử nó phát triển quá nhiều, cho nên người ta mua một cái đàn hiệu Raimire rất là dễ. Chứ cách thời mà Phương những năm 90-91 mà bảo chỉ biết trên thế giới có cái hiệu đàn Raimire là của cụ Segovia chơi, chứ mình cũng chưa giờ được nhìn thấy, và nó cũng chưa có một cái sách vở gì viết về nó, YouTube cũng biết nó không có. Thành ra là cái cơ hội để nhìn thấy cây đàn là không có đâu, kể cả bằng hình ảnh. Cho nên là những cây đàn này được, nó được sản xuất bằng thập niên đấy, nó tốt lắm. Thì là bây giờ đến tay mình và nó đã quăng quật qua một cái thời gian như vậy, mưa nắng nó dãi dầu rồi, thì cây đàn nó hay đấy. Ví dụ như hôm nay là Phương chơi lại cây đàn này thì cái cảm xúc mình là mình nó nuối tiếc ấy, bởi vì là
đã nhường lại cái đàn cho người em rồi. Thế nhưng mà nó hay quá, nó hay quá mà nhiều lúc mà đêm hôm mà mình muốn thu âm hay mình làm gì mình nhớ thì nó sẽ không có cái âm sắc nữa. Đấy. Đương nhiên ở nhà Phương thì nói thế thôi, thì Phương có rất nhiều đàn hay. Nhưng mà cái tính của những cái người chơi đàn guitar thì có một cái tính giống nhau, đó là lòng tham vô đáy. Tức là có một cây đàn hay rồi phải có nhiều cây cơ, mỗi cây một cái giọng. Thôi thì là mình thấy là bạn có thể nhiều được này, đàn nhiều được, nhưng vợ là chỉ một thôi. Đấy, thì nó mới là nhất. Thế thì cây đàn này hôm nay thì là lắp cái miếng ngà này thì âm thanh nó lên quả tình là tuyệt vời. Nó sâu lắm, một cái tiếng này. Thế mà Phương phải dùng cái từ nó tím tái, nghe cái tiếng nó cứ đậm đặc, nó tím tái. Sự cái đàn guitar này thì cũng còn rất là nhiều, vì rất nhiều người chơi guitar và ai cũng có những cây đàn mà mang cái tâm sự của mình. Thế thì Phương cũng có cái tâm sự của Phương Phạm, thì hôm nay thì Phương mới mang những cái cây đàn rất độc đáo để giải bày với quý anh em mê guitar. Thế thì là mọi người thì đã được nhìn và được chơi những cây đàn guitar 19 phím hoặc 23 phím. Nhưng mà hôm nay thì là Phương mang những cây đàn mà nhiều phím hơn nữa, là 28 phím và 32 phím để giải bày. Thế thì bây giờ là Phương sẽ hát một cái tác phẩm của Phương viết, đó là bài Mưa rơi trong mắt em. Thế thì cái bài này thì là cũng là vô tình là mình ngồi trú mưa. À, trú mưa thì mình nhìn thấy có một người con gái cũng đang trú mưa, và đơn giản là những cái hạt nước mưa nó vương vào mi mắt thôi, thì mình cảm giác cô ta đang khóc và đang đang buồn về một cuộc tình. Thì Phương đã viết cái bài này. Thế thì là bây giờ Phương hát cái bài Mưa rơi trên mắt em. Nếu một ngày chợt thấy mưa rơi trên mắt em, người có chạnh lòng dừng chân nhìn lại, hay vẫn cứ bước đi lạnh lùng trong mê man, bỏ mặc bên đời bao tha thiết đã từng yêu nhau đến tận cùng, rồi bỗng hóa người dưng, sẽ chia những buồn vui bây giờ thành xa lạ. Lời chia tay tương khó cất lên, vậy mà mong manh quá, ta cứ lặng im xa rời như chưa từng trao hết đắm say. Lời hứa bên nhau anh ta trôi theo những áng mây, người đã đến
như cơn mưa tắm đời dịu mát. Những giọt mưa vương lên mi hóa thành nước mắt, như tiễn đưa một người lạ vừa ghé ngang đời. Nếu một ngày chợt thấy mưa rơi trên mắt em, người có chạnh lòng dừng chân nhìn lại, hay vẫn cứ bước đi lạnh lùng trong mê mãi, bỏ mặc bên đời bao tha thiết đã từng yêu nhau đến tận cùng rồi bỗng hóa người dưng, sẽ chia những buồn vui bây giờ thành xa lạ. Lời chia tay tương khó cất lên, vậy mà mong manh quá, ta cứ lặng im xa rời như chưa từng trao hết đắm say. Lời hứa bên nhau anh tha trôi theo những áng mây, người đã đến như cơn mưa tắm đời dịu mát. Những giọt mưa vương lên mi hóa thành nước mắt, như tiễn đưa một người lạ vừa ghé ngang đời. Lời hứa thế thôi cũng chỉ là một lời hứa. Người cứ đi đi để mặc tôi với cơn mưa giăng lên mắt nhạt. Đấy, vừa rồi là Phương hát cái bài Mưa rơi trên mắt em và có sử dụng cái phím thứ 27. Vì cái phím thứ 28 lại không liên quan gì đến cái hợp âm mi thứ cả. Cho nên là sử dụng đến phím thứ 27. Nó cũng rất hợp lý. Thế thì là đây là hai cây đàn. Hai cây đàn nhiều phím nhất thế giới. Thì Phương nói cái điều này thì Phương cũng chưa nhìn thấy trên YouTube là có một nghệ sĩ nào mà sử dụng cái đàn mà 32 phím hoặc là 28 phím cả. Có lẽ cái người mình là người Việt Nam rất thích tò mò và sáng tạo, cho nên là thôi thì cái đàn guitar là không phải do người Việt Nam làm ra. Mình chỉ bắt chước người Tây Ban Nha thôi, nhưng mà thay vào đó là mình chế tạo lên là 32 phím cho nó oách, 28 phím và chơi được. Phương nghĩ là sẽ có một ngày sẽ có những cái người mà chơi guitar là cũng sẽ theo đuổi cái đam mê là khám phá phím đàn như Phương. Thế thì là mình có vài chục cây guitar, Phương có khoảng 27-28 cây guitar.
Thì trong đó thì cũng phải có những cây guitar 32 phím hoặc là 28 phím, chứ chả lẽ là cứ 19 phím hết. Cho nên là cái thú chơi guitar nó cũng rất tao nhã và nó cũng đầy cái sự sáng tạo ở trong. Đấy. Nếu chỉ biết chơi không bỏ tiền ra. Phương biết có rất nhiều người, nhiều bác bỏ rất nhiều tiền mua những cái đàn hàng tỷ đồng ấy. Ví dụ đàn đàn Hauser mà mua mới cứng. Thế thì là cái đàn Hauser thì mới cứng thì nó không thể hay bằng cái đàn Hauser mà nó là cũ rồi. Hàng trăm cây đàn Hauser sẽ có những cây đàn Hauser hay nhất trong hàng trăm cây đấy. Cho nên nếu như mà Phương Phạm mà đã cất công đi tìm những cây đàn đắt tiền đấy, những thương hiệu vậy, thì mình dình cái thương hiệu đấy, mình sẽ chọn những cây đàn mà nó có cái âm thanh mà nó vừa tai mình nhất. Thì thay vì cái việc là mình đặt hãng chắc gì đó đã hay. Đấy, bởi vì hãng gỗ lạt nó không giống nhau. Mà các nghệ nhân thì là cũng rất nhiều người cùng một cái hãng Hauser cả, nhưng mà cũng có vài nghệ nhân làm chứ không phải là bản thân một cái ông bây giờ, mà phải tìm những cái cây mà sản xuất vào những thập niên 60 50 thì những thập niên đấy mới có những cây đàn tuyệt đỉnh nhất. Bây giờ là vẫn mua được, eBay bây giờ là có hết, các cái trang mạng mua bán có hết, hoặc là mình vào những cái shop của Nhật Bản là cái nơi mà tàng trữ nhiều đàn guitar quý. Thì đấy là những cái mà chia sẻ của Phương. Thay vì việc mua cái một cái đàn mới, mình phải mua một cái đàn nó hay. Đấy. Mình cũng không quan tâm quá nhiều nhãn hiệu đâu. Ví dụ như Phương có đàn Fleta, Phương đã có đàn Hauser, Phương đã có rất nhiều đàn Ramirez, nhưng mà ở trong những cái đàn đấy sẽ có cây hay nhất. Đấy, nó là như vậy. Đấy, bản thân như bây giờ thì cái đàn Fleta của Phương cũng cũng rất hay ấy. Mọi người thích nhưng Phương lại không thích nó. Không thích vì sao? Là tất cả những cái đàn Fleta thì cái dải trầm thì nó không vào tai của Phương. Mặc dù đàn Flat Tao bây giờ là trên 1 tỷ đồng nhá, nhưng mà cái đà cái dải trầm của nó là nó không được như thế này đâu, còn lâu, không bao giờ được. Cho nên là Phương nó không dùng cái đàn Flat Tao để Phương Phương đệm hát đấy. Nhất là đệm bolero hay là đệm những cái bản nhạc Trịnh thì đúng cái dải trầm thích lắm. Diễm xưa là Phương sẽ kết thúc về nói chuyện về hai cây đàn guitar nhiều phím nhất ở Việt Nam. Thế thì mọi người xem clip này, hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh của Phương Phạm nhé, nhấn đăng ký ủng hộ kênh Phương Phạm. Lâu lắm rồi thì mọi người vẫn xem Phương Phạm guitar, Phương Phạm làm về loa và làm về âm đi, làm về phân tần. Nhưng mọi người lại quên là bấm cái nút nhấn đăng ký là thiệt cho Phương lắm. Đấy. Phương kênh của Phương thì là hiện tại mãi là cứ đẹp đẹp được hơn 200.000 đăng ký thôi.
Đấy, nếu như thêm một cái like, thêm một cái đăng ký, thêm một cái chia sẻ của quý nghe mê loa, mê cái đàn guitar thì sẽ nhân rộng cái niềm vui guitar và audio đến mọi người. Và mọi người cũng đừng quên là công việc chính của Phương Phạm là audio nhá. Nếu như ai muốn có một cái bộ loa hay này, muốn có một cái âm ly đèn hay này, và muốn tư vấn ABC về loa đài thì hãy alo gọi điện cho Phương Phạm. Nếu mà gọi theo cái số 0988 73 2066 thì gọi vào lúc buổi chiều và buổi tối, thì lúc đấy là Phương mới hay bật máy điện thoại lên để nghe. Còn cái buổi sáng thì Phương ngủ, vì ban đêm là Phương thức gần như thức thâu đêm để ngồi là làm những công việc này. Ví dụ như cái clip này đang quay vào khoảng 3 giờ sáng này, rồi là Phương làm về loa này, Phương làm về phân tần, Phương phải lắp làm, thì nó là công việc về đêm, cho nên Phương thức đêm quen rồi. Nên buổi sáng Phương dành một chút thời gian Phương ngủ, và buổi chiều Phương dậy Phương lại ra cái chỗ biệt thự audio 1L7. Và Phương muốn nói luôn là cái từ biệt thự audio là Phương đặt ra nó mang tính chất là vui vui. Nó giống như là lâu đài tình ái hay là vương quốc audio hay gì đó. Nhưng Phương đặt ở biệt thự là một cái thứ rất nhỏ vui, chứ không phải mô tả một cái căn biệt thự mang tính chất gọi là trọc phú đâu nhé. Ở đây là mọi người biết là chỉ không gian về âm nhạc, về loa, về tranh. Tranh thì của những người bạn như họa sĩ Vũ Xuân Đông vẽ, của nhà điêu khắc Đinh Trọng này. Có những bức nào tặng này, anh em trao đổi loa đài thứ. Cứ như vậy thì là nó hình thành một cái nơi mà để anh em tụ tập. Cũng như về đàn cũng vậy. Thế thì clip xin được tạm dừng tại đây. Và Phương xin cảm ơn sự theo dõi của quý anh em mê loa và mê đàn guitar suốt từ nãy đến giờ nhé. Xin chào tạm biệt và chúc mọi người một buổi tối vui, happy.